Cô chú để ý không, từ chỗ cái mua ra phía trước á là họ để sản phẩm mua bán, từ cái mua ra phía sau là chỗ ngủ, chỗ giặt giũ và chỗ ăn uống luôn. Mình đang ở chợ Lỗi Cần Thơ. Chợ Lỗi Cái Răng. Bán hàng trên thuyền. Bà Lan tới là thế nha, kẹp vào. Kẹp vào vỗ thuyền này. Chợ Lỗi Cái Răng. Chợ Lỗi Cái Răng. Mình mua cái gì thì mình cặp vào cái thuyền đấy à? Đây là bán chuối à? À đấy à? Treo gì bán cái đấy à? Treo gì bán cái đấy? Đây là bán ngô. Khoai lang. Mắt hết ngô. Đây bán cây cảnh. Cây cảnh. Các thầy hùng này kia. Quay ác ấy nhỉ. Quay rớt, vỉa rớt. Vỉa ác ấy nhỉ. À. Đang to mà. Thì trưởng làm thuốc sao đó, gần đâu thấy mình được. Tưởng rồi mình phải tránh chứ, nó đâu đây. Đâu có thấy mình đâu mà tránh. Rồi, cái lan này, đó là khoai lang. Kinh khủng không? Khoai lang ở treo trên. Ờ, đúng rồi. Đây bán bầu ngô bí này. Đây này, tao bán nhiều thứ này. Bầu ngô với khoai với có hết này, củ đậu này. Tỏi này. Đấy. Tàu lổ ác nhỉ. Như xe đua nhỉ. Đấy, bán đủ các loại nhỉ. Các loại. Quán ăn ngọc anh. sầu riêng mít sầu riêng luôn nha, sầu riêng là từ trong quê luôn á. Ấy sầu riêng ấy, cho cái sầu riêng đây, do những dưa mình là đi ghép cái một mà mình lên mình tham quan thì người ta đã nhân viên ở trên cái siêu thị đó sẽ dán cái mã số lên tay và lên vai của mình, bà con hay đấy nhỉ, vui nhỉ. Tại vì mình lên nó khoảng chừng 20 phút vừa tham quan vừa mua sắm, ví dụ mình tầm 20 phút đó mình chưa đủ người vào đây rồi mã số đó bà con chúng ta lên giùm, một là có mã số nha, còn hai thì em sẽ có lên cờ, có thể ấy bắn cả lương mọi người sầu riêng hương chú nha, mình nghĩ mình ha. À, bên tay trái mình có cam với sầu riêng nha. Lên chỗ này là chỉ tham quan và mua sắm thôi. Còn quay ác à, quay ác à, quay ác. Lại ác ấy. Quen cái đéo được nhỉ. Mình lên coi cái gì mà mình làm quà được, một phiếu cho người thân một ôi. Cứ lên đây mình gọi bà con. À, ngoài vào siêu thị này à? Dạ rồi, bây giờ bà con mình cởi cái áo phao ra. Cởi áo phao ra hết rồi mình máng lên ghế mình ha. Cởi áo phao ra hết rồi máng lên ghế mình. Chứ xíu lên chúng mình cởi. Chợ Lỗi. Chứ mình cần cái lệnh mình lâm hết rồi chơi chơi áo phao của mình. Dạ mình nhớ đừng để tay ra ngoài nha. Đừng để tay ra ngoài. Mình cởi áo phao đi rồi máng lên ghế chút xíu mình xuống mình tặng lại nha. Ghế đó ghế trôi rồi. Rồi bà con mình tranh thủ ha, mình sẽ có là 20 phút ở đây. Tại là mình cũng hơi đồng tâm đó, 20 phút mình cũng ra là 30 xe cá lên rồi. Nó là 20 phút mà mình lên mình tham quan cái bàn này rất là lớn ở đây. Tất cả các mặt hàng đến từ đồng bằng sông Cửu Long, cái nào mình mua được hàng thì mình mua ủng hộ bà con ở đây, giúp đỡ bà con là đi luôn. Dạ rồi mình cởi áo phao ra hết nha. Cởi lên tàu xong tí lại xuống. Đi tham quan. Mũi đang kẹt rồi.
Giải dễ nó tô. Cá đông ở đâu đông ở nước. Anh không phanh kịp lái tàu mới là khó. Đúng không? Có số này. Bên kia là ăn sáng. Ăn sáng thì cái gì này, kẹo. Các loại kẹo. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, tàu vô, cái này, cho bác bắt ơi. Dạ, cho tàu vô, cái này. Rồi, xin mời cô chú anh chị và con một chị lên trên gia đình tham quan thực sự cho là thôn đầy nhiều người dành dài như các tướng không đồng không đợi con không có con về mình bên em có đẩy cho cô chú anh chị mình cái món là nhiều người dành dài nhé không tính nhiều người dành dài là cái con gì anh chị mình chỉ cho bên trong này được ăn thử chị chúc mừng con em. Các loại cá đạt ạ, các loại cá à, anh mua cá đi, mua cá đi anh ơi. Mày đi đâu tao quay đấy này, mày cứ đi đâu tao quay đấy. Nó đang mùi lắm, mùi toàn cá. Mùi cá này ấy lắm. Đây cá. Rắn này chú ơi. Rắn biển á. Đây rắn này. Người ta ghi là rắn này. Đây rắn biển đây. Rắn đây. Rắn biển. Cần Thơ bạn ơi, chợ nổi Cần Thơ Cái Răng. Rắn đấy, rắn biển đấy. Rồi, mấy mày con vô ơi.